Con chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Cháu được xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì sẽ làm cái thức phim mà sẽ không phải là ghi hình ở trên khung nhà của hai ông cháu nữa, và sẽ không có phải là cái thức phim mà cập nhật cái tiến độ mà làm nhà cho hai ông cháu là tới đâu rồi. Đấy, ở đằng sau các bác thì các bác cũng, đằng sau các em thì các bác cũng nhìn thấy được rằng là nhà của hai ông cháu thì hiện tại là lên khá là cao rồi. Đấy, tuy nhiên thì là hôm nay là cháu Lực với lại là mấy anh thợ là dân tộc Nùng là có làm một cái ngày rằm các bác ạ, ngày rằm, cho nên là ngày hôm nay là sẽ nghỉ, là không có làm nữa, và tổ chức là đi xuống dưới khe suối bên kia, khe suối dưới kia nướng một chút là gà cô bác ạ. Hiện tại anh chuẩn bị xong chưa anh Phong? Xong rồi. Xong rồi à? Thế là bây giờ mấy anh em mình là đi được đó nhỉ? Được. Chào chào các ông các bạn, chào cô chú anh chị. Hôm nay thì theo dân tộc Nùng của mình là làm rằm đúng không anh? Đúng rồi. Rằm cho nên là không có đi làm nữa các bác, sẽ phải là tạm dừng nghỉ lại một hôm. Vợ của chú Toán đâu rồi? Đi về nhà. Hôm nay thì sẽ gồm là một con cá và lại thêm là một con gà nữa các bác. Thêm là một chút đồ ăn ở phía bên này nữa. Phải cá chỉ vàng đấy anh ơi, không tí lại quên đấy. Thế anh em mình đi xuống trước hay là đợi nhau cùng xuống? Xuống trước thôi. Thế Thịnh với lại là ấy anh chú đâu rồi? Về sau à? Thì chú bảo là hai em ra hết. Yeah. Có vẻ như là Mạnh với lại là Giang là rất là háo hức đấy nhờ. Nhưng mà mỗi tội là hơi nhiều dín một chút cô bác ạ. Này nhiều dín lắm. Và đây là Giang cầm cái này đi nhá. Đấy, Mạnh là cầm cái này đi nhá. Đi đâu? Cái lọ ớt kia đâu rồi Mạnh? Cái lọ chẩm chéo kia đâu rồi? Đi 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 lấy về đi. Đấy. Không, Mạnh đem đi xuống dưới rồi. Mạnh luôn. Luôn cả con dao đi nhá. Quay ở đây thì là nếu mà theo dầm đấy các bác ạ, thì dạ. Có bánh trưng này các bác này, có bánh này, ra cho chú xem mượn cái này một tí nào. Đây, dạ. Sẽ có bánh chuối này các bác này, đây dầm ở trên vùng cao thì là sẽ có bánh chuối như này, thì một tí nữa sẽ đem ra kia để mà nướng. Nhà Mạnh có làm không? Có. Ai làm ấy? Ông làm à? Thế ăn hết chưa? Chưa. Chưa hết á? Thế để đâu rồi? Để dưới kia. Lấy ra đây mấy cái. Lấy ra đây hai cái đi, có không? Xem nào, ông để đâu? Để đây. Đi xem nào, ông để đâu? Đó. Cùng Mạnh nhà đi xem thế nào là. À để đâu? Này có cần phải lấy bát đi không đấy chị? Không lấy đâu. Không lấy đâu nhờ. Ý là để trong lá chuối rồi. Nào thế để đâu? Đâu là tay kìa. À đấy. Có bao nhiêu? Rồi lấy đi xuống lấy nướng đi. Đấy. Đi đường nào chú? Vâng. Giang không? Chị thì rửa bát một tí nữa sẽ đi sâu quá. Ông của Mạnh đâu rồi? Đi trước rồi à? Lấy cái dây thép ly đi một tí anh. Con gà. Dạ. Thế là vẫn treo ở kia à? Đây, đi à, quên cầm theo gà với lại là cá rồi. Đây là ông tự làm à? Ồ, đừng để nó rơi đất nhá. Tí là dính cát là không ăn được đâu ấy. Nhà Giang có làm bánh chuối không? Có. Thế là ai làm? Mẹ. Mẹ làm à? Vâng. À. Mạnh cầm cẩn thận nhá, tí nó rơi nhá. À, lấy vác luôn à? Cá nào? Có vẻ như là thời tiết là sắp chuẩn bị là mưa to hay sao rồi bác? Trên này thì là
thấy mây đen rất là nhiều. Đi xuống cái suối thì nó sẽ vui hơn, nhưng mà tí lại tính đến trường hợp là nếu mà một tí mưa to quá nướng xong là anh em mình lên trên này thôi anh nhỉ. Đúng rồi, nếu mà trời mưa quá thì phải lên thôi. À. Mưa. Rồi. Được chưa anh? Nguy cơ là sắp mưa đấy nhỉ? Nguy cơ là có vẻ như là sắp mưa thật đấy. Ui, trên kia rồi, mưa rồi, không đi được rồi. Nhà mưa rồi. Thằng Long mèo. Thằng Long đang chuẩn chặt nữa mèo. Đang chuẩn bị đi thì là trời mưa đến kia rồi các bác. Có lẽ là Long mà đuôi à đúng không? Bắt đầu nó bật heo đúng không? Đây có lẽ là sẽ phải tính phương án khác thôi các bác bây giờ ấy. Đấy, anh Phòng với lại chủ quán này đi vào xuống cái kia trước rồi các bác ạ. Rất là xui, đang chuẩn bị lặn ra suối này để mà nướng đồ này kia thì thời tiết là ở trên kia là có vẻ như là sắp mưa các bác ạ. Ủa, bác cổng dưới xuống đây rồi. Rất nhiều luôn. Ui, cắt thì lại nhiều rồi anh nhỉ. Nhưng mà mưa làm sao mà đi ra được. Chú Toán đâu rồi anh? Dạ. Toán hướng rồi nhỉ. Đi xem, đi xem cây à? Nhưng mà để đợi mình xem một tí mưa nó không anh. À, chứ không là chỗ này cũng khá là chill rồi bác ơi. Cát thì mấy anh em thợ là sẽ lựa chọn là lấy ở ra phía bên này cho nó gần hơn. Hôm nay thì có vẻ như là lượng là nước ở đây là nó ít hơn một chút các bác ạ. Mọi khi là nước là rất là nhiều. Tâm đeo giang hổ. Hả? Bên này ấy nhở? Chú Toán đi tên đâu ấy? Thuốc á? À, Toán là đi xuống cái kia để tìm thuốc các bác. Không biết là thuốc gì, thử đi xem cùng Toán thôi nè. Mùa này thì ở đây mua cá rất là nhiều nữa. Toán với lại là một ông là đi tìm thuốc, nhưng mà không biết là bây giờ là phải mò đi theo đường nào để đi xuống dưới nữa, tại vì nước là chảy rất là xiết. Nước lại xiết rồi. Không biết là chủ quán đi làm cái gì đây. Ngồi này có bao nhiêu chiếc quá như vậy. Đi theo hướng khác thôi. Thôi. Như là ở đây khá là ổn đúng không ta? Vì là suối nó chảy ghê quá. Toán đã. Tìm thuốc gì đấy? Bổ máu à? Dạ. Bổ máu à? Thuốc bổ máu á?
Nhưng mà ở đây có à? Không, ở đây có, nhưng mà nước nước to có chắc là tôi đi hết rồi. Thế là chú với lại ông này đi tìm thuốc bổ máu à? Đó. Cái thuốc bổ máu này là mình công dụng nó để làm gì chú? Đây là mình ngâm rượu là mình nấu cháo ăn này để nó bổ máu con người, bổ máu này. Thế nên nếu mà để mà mình chắc là uống như mát gan có được không? Cái này không lấn được. Nhưng mà mình để sắc ra này, để sắc ra uống như kiểu thuốc mát gan này. Ờ, cũng được mà. À là cũng được à? Vâng. Ông mới lại là chứng toán thì đang đi tìm cái thuốc là mắt gan của bác ạ, thuốc là bổ máu thì một tí nữa nó được xé xem là cái cây nó là loại nào. Hiện tại thì ông đang lấy thì chúng ta không có thể mà ghi hình cận cảnh là ông lấy được cái bài thuốc của ông được, ghi hình lại các bác sẽ gọi như là đánh mất cái nghề của ông ấy. Nhiều là còn nướng gà được ở trên này không chú nhỉ? Chắc được, không mưa đâu. Nhưng mà chúng ta đầu mùa như thế là mưa ấy, vừa rồi ấy. Phòng, em phòng đang hồ. Cái phòng đang ở đây. Lên đấy để vâng. Nhưng chưa có quả gì nữa. Đâu chú? À, có thấy rồi. Cái này không biết là cái quả. Quả này là quả gì chú? Chú phổ thông là quả gì? Cô bác này một quả ăn có được thử nếm thử xem nào. Ăn khá là ngọt cô bác ạ, cái quả này ngọt cực kỳ luôn. Đấy, trên này nó tiết ra một cái nhựa này, nhưng mà nhựa này là nhựa ngọt. Bây giờ thì chú Toán với lại ông đang đi tìm cái thuốc bổ máu của bác ạ. Một tí nữa đến kia xem là tìm cái loại gì nó được xé ghi hình cho các bác là cùng biết. Đây này các bác nhìn thấy đây, cái cây này là nó có đỏ đỏ đấy các bác này. Thì mới có công dụng là như kiểu là thuốc bổ máu ấy. Đấy, vừa rồi thì kiếm được là có một cành thôi. Ở khe suối này thì có nhưng mà là bị trôi đi hết rồi. Cái ải cái này cây có thắp cái mạnh với lại Giang là tắm trước rồi cô bác ạ. Bây giờ thì đang tìm số để mà nướng đồ này kia nữa. Ở đây thì nước ở đây rất là sạch cô bác ạ, sau những ngày trời mưa to ấy. Lấy nào? Tìm nữa? Không rồi. Thế là lên phía trên để nướng các bác ạ. Chỗ này thì xiết quá. Sợ là trẻ con nó tắm là rơi xuống đây. Có người lớn nhưng không sao, không có người lớn. Rồi. Ông nó khỏi thì ra kia rồi. Đây là thế phải di chuyển là đi ra chỗ khác. Đấy, thưa các bác, vừa rồi thì đang ở dưới kia là chuẩn bị là hầu như là chuẩn bị vào nướng rồi đấy, nhưng mà hôm nay thì có vẻ như là thời tiết là không có ủng hộ các bác ạ. Và hiện tại thì là mưa ra phía bên kia thì khá là nhiều rồi. Đấy, mưa đang lên luôn rồi. Giang với lại Mạnh thì có vẻ đi suối một tí là ướt hết cả người rồi, nhưng mà rất là hào hứng. Tại buổi sáng nay thì là thời tiết khá là nắng. Mưa này chắc phải mưa này kéo dài đấy. Chỗ này liệu là có thức than không anh Phong? Được. Nhờ cho cái này vào là thức than. Ơi, thì thay áo này nhanh lên. Rồi bây giờ thì sẽ nướng ở đây thưa cô bác ạ. Đây thưa cô bác, cái số mà cục quản sự toán cầm là cái thuốc mà chú là thuốc bổ máu ấy. Hiện tại thì bây giờ chú đang ngọt ra một chút để mà chú thử ngâm rượu xem là nó có đỏ không. Cái này là cây này thì có lâu chưa chú cây này? Có lâu rồi.
từ các cụ nó nói biết rồi, nhưng mà lấy thì bây giờ họ không biết thì nó chặt hết cành nó đi rồi. Đấy. Thế là chặt cành đi để chặt dây nó đi sử dụng hết thì bây giờ mình phải lấy về hết, sau này họ lấy về hết, lấy đi hết rồi. Đấy. Cái này ngâm thử xem có đỏ không? Giống như tiết luôn. Cái này thì thường hay là dùng để ngâm rượu với lại là nấu cháo hả chú? Luộc xương. Luộc xương. Phải là nấu cái canh xương đúng không? Đây này là thường dạng là ai thiếu máu thì cần là bổ máu thì sẽ dùng cái cây này. Nhưng mà cái này nếu mà mình để mà sắc như kiểu cái thuốc mắt gan thì là có liệu có được không chú? Có, nó khô mình là ngâm nó không. Cái này là mình vẫn phải phơi khô lên đúng không? Vâng. Bây giờ chú lên để đổ rượu vào một tí cho bác thì xem là một tí nó sẽ có đỏ không. Chú được bỏ cái này ra nha chú. Chú bỏ cái vỏ ra. Vỏ này. Tầm độ bao nhiêu phút thì nó đỏ chú? Một tí tầm khoảng 3-4 phút. Đây hiện tại là rượu là vẫn còn nước là trắng ngoè các bác nhé. Đấy, thưa các bác, vừa rồi thì đang ở dưới suối đang chuẩn bị nướng, nhưng mà do là trời mưa to quá thì không có dám ở lại để sợ rằng là khe suối nó sẽ có lũ ấy. Mà dưới kia thì các bác nhìn thấy rằng vừa rồi thì nước đang trong xanh rất là đẹp, nhưng mà bây giờ thì nước là đục ngầu rồi. Nay rồi tầm 1 tiếng thì được chiến chưa chú Toán? Đã 1 tiếng là chín rồi. 1 tiếng à? Cái lửa thì là ở trên này thì còn có máy quạt của máy quạt này là của anh Phong với của chú Toán đấy. Của anh à? Có cái máy hỗ trợ thì sẽ chín là nhanh hơn. Nhưng mà một tí đừng có thành là gà bóng đêm hay cá bóng đêm với chú nhỉ? Đấy, bây giờ là được rồi đấy. Ta được rồi đấy. Xuôi các bác thì cháu lực không biết như thế nào, nhưng mà đối với lại là vùng cao của cháu thì là đặc biệt là dân tộc Nùng, hôm nay là ngày rằm các bác ạ. Ngày rằm như thường thường là người ta sẽ không có ai đi làm. Đây ở đây thì vừa rồi là chú ngâm ra đây là một tí rượu được các bác này. Cái này thì chú bảo là cái thuốc thuốc gì chú Toán nhỉ? Bổ máu. Thuốc bổ máu ấy, ngâm một tí thôi mà nhìn nước rất là đỏ được các bác này. Cái này thì là các bác đem về cái dế này, đem về là ninh với lại xương, hoặc là ngâm rượu, hoặc là dùng để xác để uống thì cũng được. Đấy, công dụng của nó là bổ máu thôi. Gà đi ăn rồi đấy. Ôi, tí nó thành gà bóng đêm đấy. Lùi đằng sau một tí nào. Chắc phải để cao lên một tí chú Toán ạ. Không, để thấp thì mới chín được. Cao quá nó kiểu nó cũng chín hết. Bỏ máy mà thôi sao mà tên lắm chứ. Đấy, vừa rồi thì cũng đang mưa nó có bác, thành ra là mấy thợ cũng không có tiếp tục là cái công việc của mình làm được, cho nên là tạm dừng lại. Mấy chén này để làm gì đâu? Thử rượu thuốc kê bơ thuốc. Thử rượu thuốc à? Thử rượu thuốc bổ máu không? Ông có bị thiếu máu không mà chơi thuốc bổ máu đấy không? Ông có bị thiếu máu không? Nhập máu là đen hết rồi. Mình máu là đen hết rồi à? Đây là có phải thử rượu hay là thử thuốc đấy không?
rõ chút nè. Trước bồng ai ngoài là thế gian còn sân si, hoàng canh Phật và ma canh Việt, một anh nhìn thù kẻ phía du ngược đời trắng lo, đông tình mang phước an, đông thì ngoạn tay núi cao, ta hiểu thâu nhân sinh này ân loán huân hồ, kia người đa đoan danh lời chép từ khi biết ta vô khai hòa đêm vô khăn, trời không phụ trời cung trăng mang, bỏ qua ai đã sân si, bỏ đi hết chân bước mi, lòng nhẹ nhát như bông bia rực dầm gì. Mẹ ơi con biết con thương mẹ nhiều, ôm 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 mẹ và cười thật tươi. Mẹ ơi con biết mẹ yêu con lắm, mỗi khi con buồn kề mẹ kề bên, mái tóc mẹ hát ánh mắt mẹ. Thưa các bác, sau những cái tiết mục và văn nghệ của bé Giang bé trình bày thì hiện tại ở phía bên này thì các chú cũng đã nướng gọi là như là gần chín rồi các bác ạ. Hôm nay có vẻ như có nhiều cá chú nhỉ? Vâng. Gà đây sắp chín rồi chú. Sắp chín rồi đấy. Đấy là ở phía bên ngoài là có một tí bóng đêm nhưng mà vẫn vàng đẹp các bác ạ. Từ nướng cho nên là không thể tránh khỏi được là những cái lúc mà nó bị thấm thấm đen đen này cả. Hôm nay thì nếu mà thời tiết mà không có mưa hay là nắng ấy là ở cái suối thì nó sẽ mát mẻ hơn. Ông chuẩn bị đi lấy cái gì đây ông? Cái rau lợn à? Ông đi lấy rau lợn về một chút là chín rồi đấy. Rau lợn ông đi lấy từ đâu ông? Từ suối kìa. Ừ. Ừ. Đấy, suối kia thì có vẻ như là bây giờ nước suối chảy rất là nhiều quá. Cái Mạnh thì ra bên này đứng một mình đây này. Đang nhìn cô là đang lấy rau lợn hay sao? Ông lấy rau lợn đến đâu? Ấy rau lợn một tí nữa là anh sớm sớm một chút ông ạ, một tí nữa là đánh chén rồi đấy. Vâng. Bây giờ đây thì cũng có chú với lại thêm là vợ của anh Phong đang cắt cỏ. Ở đây là chỉ việc lấy thôi không? Đây chỉ việc lấy thôi à? Thế là cháu gái lấy cho đúng không? Ở dưới suối thì hiện tại là đang có lũ rất là lớn các bác ạ. May là vừa rồi là nhìn thấy là mưa ở phía trước ấy, nó không phải là đang nướng là chạy không kịp luôn. Đủ chưa ông? Ở đây lấy thêm này à?
Ông nhanh nhìn không trời mưa đấy, đi đường nào không? Đi đường nào không? Thế đi không? Mày đi về không? Hả? Không ai đi về thì cá chín rồi đấy. Và những cái công việc của ông thì là đôi khi ở những ngày rằm này này các bác này thì ông cũng không có hề gọi là nghỉ ngơi một chút nào cả. Với công việc của ông là vẫn diễn ra thường ngày là lấy rau lợn này, lấy cỏ này, là mọi thứ nữa. Ôi hôm nay ngày rằm sao mà cô mặc áo đẹp thế nhở? Vừa đi xong quay lại thay đổi nữa. Một bà tiếng nung gửi cho chú Lực. Cô chú một bài. Hôm nay là ngày rằm thì mặc áo mới đấy. Ở đây thì là cô thì mặc trên mình là những cái bộ mà truyền thống dân tộc Nùng các bác ạ. Phải nói là rất là tinh xảo này, những cái đường nét hoa văn ở đây các bác nhìn thấy đây. Đây là hoàn toàn là đều làm bằng thủ công hết. Mỗi cái thợ chỉ đó là một cái gọi là sự khéo léo kết hợp lại với nhau để mà tạo được ra những cái bộ quần áo váy như này. Cái bộ váy như này thì thường thường là tầm bao nhiêu tiền hả cô? Tất cả 5 triệu đấy. 5 triệu á? Thế là bộ trên người đang mặc là 5 triệu. Vâng. Ôi giời. Thế là hôm nay là diện bộ 5 triệu là ra ngoài ăn rằm đúng không ạ? Đây là đang làm món gì đây chú? Nè. Vâng. Làm ngô. Bỏng ngô á? Vâng. Bỏng ngô chứ mà. Thái hả? Thái hả? Lớn mở đi ba. À lớn mở. Bột thèm là đúng một chú nào. Là trình diễn một phút bài hát cho gửi cho tới các ông với bà. Mới thèm cháo chứ mà đi chân để lớn được à. Mới tốt lại cài à. Có vẻ như là bây giờ cá thì mọi cái là chắc là chín rồi. Cái này là cá chỉ vàng các bác ạ. Cá chỉ vàng nhìn hơ có lửa một chút là ăn được rồi. Ôi giời. Đây này nó đặt với nó kia này ạ. Xin nghỉ chuyện này ạ. Đây cá bên kia nữa. Mày này ra bên kia làm gì đấy? Hả? Tao kia nhìn nước à? Ở đây tí mới được ăn cá chứ. Hả? Cái kìa, cá sắp chín rồi kìa. Đi ra đây xem cá đi. Đây chắc là bây giờ chín đấy nhỉ? Chú Toán nhỉ? Vâng. Thế là chắc là bây giờ được trả trên lá chuối đâu nhỉ? Chú anh Phòng nhỉ? Dạ, lá chuối trên này luôn hả? Anh chặt rồi. Anh chặt chưa? Xong là mới cắt luôn. Chị nhà của anh thì... Ui. Chị nhà anh vẫn đang lấy cỏ thế kia. Sao đấy hả Thình? Sao ạ? Hai Thình à. Chú Toán này đang làm cái món bỏng ngô. Thời tiết thì bây giờ lại bắt đầu là mưa về một chút rồi các bác. Đây, hôm nay thì có vẻ như là một ngày mà mưa khá là nhiều. Một lúc mà buổi sáng thì là thời tiết còn nắng oi. Đến đầu buổi trưa này thì mới bắt đầu là mưa nhiều. Thay bật riêng. Ây à. Có vẻ như là món bỏng ngô này, chúng mình nhìn thấy là làm cái này là ngô bỏng lên rất là đẹp. Cái này có tí đường cho vào nhỉ? Có đường á? Ừ. Lấy mật ong anh. Ôi. Nhảy luôn. Anh lấy mật ong ấy. Mật ong man nè. Có lấy mật ong đổ vào được không chú? Thì anh lấy chút mật ong ở đằng sau anh nhỉ, bỏ vào. Bắt đầu nhỉ. Này mà không đóng nắp là... Nhảy rồi đấy, bắt đầu nhảy rồi đấy. Đây thầy chú làm cũng rất là đơn giản rồi chú Toán nhỉ. Bỏ một chút ra mớ với lại là... Ngô lên là thấy là... Ngô lên chưa khô đấy, nếu mà khô lúc bây giờ nó bỏng hết rồi. Vâng. Mát.
Đấy. Vợ của anh Phòng thì trong lúc mà các anh với lại cô đang ở bên này nướng đồ này kia là đi ra kia tháo về một bó cỏ rất là lớn này. À, phải nói là bó cỏ này thì to cả người nhưng mà một tí cho anh Phòng vác về thôi nhỉ. người đi lấy thì phải có một người vác chứ. Ở nhà thì có trâu có bò cho nên là cũng không có hề mà gọi nghỉ ngơi chút nào. Ấy, để mày lan. Mới tàu sao đã bẹt nhau nọ. Ban ban thấy viên to của nông vàng khinh nhung ban ban đông đưa lại lên. Cô là diện là một bộ 5 triệu. Nó giá 7 triệu. Ồ, ăn cho đấy thôi thôi. Thì mà nhô nhô, lấy cái thai cho mọi người. Đúng rồi, đúng rồi em. Ở bên này là chú Toán là làm xong món mỏng ngô đấy. Phần mà tốt ta xíu thì mắt sẽ thèm. Đi cho cái tí mật ong vào thử xem nhỉ. Anh cho mật ong vào đổ đi. Mà chú lại để các món này. Wow. Đẹp luôn đúng không? Nổ đẹp lắm. Anh cho mật ong vào đảo đi anh. Ở đâu đấy? Ba nó đi. Bắt tao nếu vào trong tủ tốt vào đấy. Quá. Ui gà gà chú ơi. Ôi, gà đi. Chú đừng có hóc cả lý vào đây. Đi hóc nó lên đi. Bóc khô cả mất ong. Vâng vâng. Chưa khô mấy. Nếu mà phơi khô khô nó mỏng, cái này cả đừng một nồi to. Nó to hơn. Lúc nào đắp chảo này, mất ong cả. Mất ong khói. Mất ong khói sao. Đổ đổ tí mất ong vào đây thì sẽ ngọt. Cái chơi mất ong khói. Anh em lấy cả chai đủ vào. Đây, đổ bao nhiêu đấy đi. Cái mật ong này là cái công dụng của nó thì rất là tốt của bác ạ. Nếu mà như mà mật ong này các bác mua đấy về chứa ho này để làm thuốc cũng rất là tốt nữa. Và đặc biệt là các bác ngâm lên mà một số vị thuốc như tam thất này hay là hoa đu đủ đực của các bác. Ai à? Được không? Được anh nhỉ? Đấy. Cái này ông lên trên rừng lấy về đấy. Nguyên chất là được đấy. Anh Phong ơi, em thấy có vẻ là gà này là chưa được mấy đâu anh ạ. Đấy, em lần vào trong một tí. Ở trong này mới còn đỏ lắm. Ngoài thì có vẻ là chín đó. Ngoài có vẻ là chín rất là đẹp rồi các bác đấy. Nhưng mà ở bên trong thì chưa được mấy. Ở chỗ này ta xỉu á. Cái nhà bột bò bạc. Áo em bước kia, tẩm phê tốt tớm. Ai à, tí tao có đem một tí nhỉ. Này, tao có cái này. Nếu mà cái rượu cái dế mà cái gì máu này chút bổ máu này có ngâm được với lại là mật ong không? Được mà, có mật ong ngâm được tốt. Là cũng hai cái thứ này mà kết hợp thì vẫn ngâm được với lại mật ong à? Được anh. Năm luôn em. Chai luôn. Đây. Cá này chắc là được rồi ấy nhỉ? Toán được cá này. Đây bây giờ còn để vào trong cho nó lại cho nó nóng. Vâng, thế ôi, còn ba cái xiên cá chỉ vàng đấy không? Bỏ cái xiên này xuống dưới một tí. Bye mày ơi. Đi khám về nhá. Cái mày nhỉ? Còn gà này có vẻ như là chưa được ổn mấy cô bác ạ, gà ấy. Gà thì nó hơi to với lại là nó hơi dày một chút. Đấy mà hôm nay mà trời không mưa thì chú cháu mình ngồi suối kia vừa nướng này vừa tắm thì có vẻ thích hơn nhỉ, chú Toán nhỉ? Không mưa thế mát rồi. Vâng. Chú mưa. Alo. Chào alo. Thì hôm nay được chú xuống suối mà mưa. Tiếc thật đấy. Vâng. Đâu ra? Đấy, thực sự ra thì có thể là nói là. Bà na. Mưa lâu rồi tập lâu chỉ chưa bàn đây. Tại nhà của ông Sò thì cũng đâu đó là điểm ở phần xây các bác là cũng được là nếu mà chia làm 3 phần hiện tại đã được là 2 phần rồi, còn một phần còn lại là về cái nóc của thôi, về cái phần là thu hồi nóc thôi các bác ạ, thì cũng đã hoàn thiện rồi đấy. Nhưng mà hôm nay thì cũng tiện là ngày rằm nữa và cũng mong muốn là có một bữa để cùng với lại mấy anh em đội thợ là ngồi với nhau một chút. Đấy, hiện tại thì là đâu đó là rơi vào là gần 5 giờ rồi các bác này. Đấy, gần 5 giờ rồi. Thì
mới chuẩn bị là được ăn. Đây hầu như là mọi cái thì cũng đã chuẩn bị là chín gần hết rồi. Cái giá phía bên này thì các bạn nhỏ bây giờ đang rất là háo hức là chuẩn bị là ăn thôi ra kìa. Vâng. Đây thì có hai cái bát nước chấm là thần thánh nữa. Và cái này thì là hạt dổi của bác. Bát nước chấm này là bác khén hạt dổi cộng thêm là ớt nữa. Đây, hầu như là đi đâu để mà nướng cái đồ gì ấy thì nó cho nó cũng đều cầm theo là lọ là chẩm chéo đây cả. Ôi dao to quá anh. Dao to đấy. Được. Chắc mà. Dao này được không? Được, được. Đấy, gà thì bị dính một chút là đen đen rồi đấy, nhưng mà không sao quá ạ. Đây ở đây thì hầu như là mấy anh em ở trong bản ấy thì nấu cơm thì ai cũng không có dùng bao tay cả cô bác. Thành ra là cháu được rất là hay nói câu là sống ở đâu thì âu ở đấy, cho nên là cũng không thể mà lúc nào cũng đi ra bếp là đeo bao tay được. Đây, có một số các bác thì nói rằng là mất vệ sinh này kia, nhưng mà thật sự ra thì mong các bác thông cảm một chút. Trong làng thì mấy anh em chỉ gọi là như thế thôi đấy, nhưng mà trước khi mà làm cái gì thì mấy anh em cũng đều là rửa tay rửa ký sạch sẽ bên này kia rồi. Đấy, các chị thì là hôm nay là diện bộ áo là 5 triệu để ăn rằm các bác ạ. Em mong rằng là thêm một thời gian nữa thì khi mà hoàn thiện ấy thì là nó sẽ có chỗ ngồi chỗ nghỉ cho mấy em thợ là nhìn thấy hơn. Ôi ôi, điện thoại rơi anh. Phòng điện thoại rơi rồi. Thoại anh Phòng rơi à, đúng vào cái khe này luôn. Cho mình xin nhá. Rồi, tự nhiên rửa nhà. Ôi, nhà ông có mấy con gà thế này này. Đến giờ này thì ông mới thả ra hả? Thế màn hình. Kia có phải là gà của Mạnh không? Mạnh ơi, có phải là gà của Mạnh không? Phải. Phải à? Thế là ngồi đây nhá. Đây, hôm nay thì là ngày rằm cho nên là không thể thiếu được cái món bánh chuối này các bác này. Ở đây thì là ngày 15 tháng 7 thì mới làm bánh này có một lần thôi. Hầu như là một năm thì sẽ làm một lần. Một năm sẽ là một lần. Alo. Tiếp ngày hôm nay là phải năm sau bằng ngày này đấy. Đúng rồi. Giang biết là làm một lần à? Vâng. Ngày này năm sau thì ở nhà ông thì sẽ ngồi trên nhà mới rồi. Em mong rằng là đến lúc đấy thì mấy anh em đội thợ thì lại rảnh rỗi để mà về xuống nhà ông tụ tập lại để ôn lại cái kỷ niệm. Hôm nay thì xin phép các bác là không thể thiếu được món đặc sản ở trong làng quê được. Đấy, rượu trà chanh, dây và hạt chia. Phải không Giang? Mày có biết uống rượu không? Biết. Ôi à. Hay à, bảo lấy chặt không có thớt thì không thể chặt được. Đúng rượu. Đấy thì là câu chiêu đùa của Mạnh thôi các bác ạ. Ôi. Ôi, có vẻ như là áo của chị với lại là cô thì là giống nhau nhỉ? Cái dây quay quay này, cái này là gọi là dây đeo lưng à? Là dây đeo lưng. Đằng sau thì là cộng thêm là một cái chỏm chỏm nữa này các bác này. Đấy. Đối với lại cháu Lực thì là những cái bộ truyền thống, những cái bộ áo dân tộc Nùng này thì không có xa lạ gì đấy các bác. Nhìn rất là nhiều rồi. Hôm nay là các chị là còn diện là váy là màu hơi xanh xanh một chút, nhưng mà mọi khi nếu mà dùng thì là màu đen chị nhỉ? Vâng. Nhưng mà loại màu đen thì chắc đắt tiền hơn đấy nhỉ chị nhỉ? Cô nhỉ? Đắt tiền hơn đấy, loại màu đen này. Hôm nay thấy là đeo có khi là đi đâu là đeo cả vàng bạc nữa, là đeo cả bạc là nhiều nữa. Đây, ở đây này cô bác, đấy, đằng sau của cô này, đấy, có nhấn này, đếm đâu đâu sơ sơ là cũng có đồ mười mấy cái. Ở trên này nó là một cái họa tiết mà làm cũng nói rất tinh vi. Ông sò thì hiện tại là đang đi xuống này để mà cho lợn ăn xong xuôi nữa, để một tí nữa ngồi nó mới thoải mái nữa. Bây giờ thì cũng đâu đó là 5-6 giờ rồi, cũng đến giờ cho lợn này kia là ăn. Đấy, công việc ở nhà thì mấy anh em đội thợ thì hôm nay thì sẽ tạm gác lại các bác nhá. Đấy, nhưng mà đã lên rất là cao rồi. Cho lợn ăn hết chưa ông? Hết rồi à? Ôi,
Thế một tí chị mặc áo mới xong chị lại vác cỏ đi à? Thế lại mặc áo mới vác cỏ đi thì mặc diện bộ áo 5 triệu. Có vẻ là cá này cũng xong rồi, mọi người trêu các bác một chút là cá này bảo là bắt ở dưới suối này lên, nhưng mà thực chất thì không phải. Mua có phải cá suối không? Không, không phải á. Chim. Tại sau một cái thời gian nướng các bác, là thực sự ra nếu mà để mà nấu thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà để mà nướng này thì nó sẽ lại chậm hơn rất là nhiều. Hôm nay là chắc là tầm độ 2 giờ chú nhỉ? 2 rưỡi. Hôm nay thì không thể thiếu được là một chút chén rượu, chén chè rồi các bác. Thế lắm ạ. Bây giờ thì xin mời tất cả các bác là cùng mấy anh em đội thợ cũng như là hai ông cháu vào ăn dằm của các bác nhé. Nào Mạnh mời các bạn nào. Con mời các bạn. Rồi nào thích nhau. Con mời các ông các bạn. Rồi Giang. Con mời các ông các bạn. Rồi đấy, tiếp tục là đến thanh niên này nào. Con mời các ông các bạn chưa ạ? Đấy. Chín nào ấy? Chín nào ấy? Đây cũng lần đầu tiên ăn dòng với lại anh thợ này, này chú Toán này. Đấy, chị nó ông, em mời hai chị nhá, cô. Cháu nha. Ông chị nó. Okay. Mời em nha. Giang bảo hiến của Vũ. Ôi, chú lấy thịt cho cháu. Đã chuẩn bị ra cạo luôn mà. Đấy, lấy đi. Đấy, khổng mới đóng thì sao là. Mình thấy tôi nhỉ. Nếu mà theo ngày rằm tháng 7 thì là về ngày gì chú biết không? Rằm tháng 7 á? Vâng. 15 à? Ngày 15, nhưng mà nó có ý nghĩa gì đối với lại dân tộc Nùng ấy? Ý nghĩa thì năm nào cũng các tổ tiên thì ai cũng cũng là năm ngày 15. Vâng. Nhưng mà tính ra là về cái dân tộc Kinh ấy, thì người ta sẽ rằm 15 đến 45 ấy là ngày mà gọi là mình báo hiếu bố mẹ. Đấy. Đó là cái ngày đấy. Mình cũng không biết. Bác thanh niên là ăn mạnh lên nhá. Các cụ nói là ăn dằm là chỉ biết ăn dằm thôi nhỉ. Ăn dằm là tháng 7 này là cũng ăn còn kiêng hơn như mùng 1 ăn Tết mùng 1 tháng 1. Nhưng mà nếu mà dân tộc Nùng của mình là hết tháng 7 là hết dằm rồi này chú nhỉ? Hết dằm. Hết ngày 15 này là gọi là hết dằm đấy không bác? Đấy, vào ngày 15. À là đến cơm mới một bữa đó ông nhỉ? Đấy, cơm mới thì mấy đứa lại tháng 9 là sau cái vụ mùa này các bác này. Đấy, đấy cây lúa này lớn lên được ra bông là sẽ tiếp tục là làm cơm mới là một bữa đó. Đấy, vào đến cơm bữa này là cơm mới lại không thể thiếu được món cá chép ruộng nhỉ. Vâng. Ông có thả cá chép ruộng không? Có thả một tí. Thả một tí à? Thế là thả là để vào mấy đứa làm cơm mới không? Không. Thế chắc là ta bảo là gây con chó ở đâu thì ăn đấy. Mùng 10 mùa đây 12 thế đây. Thế là đến tháng đấy thì liệu là ông có được lên nhà mới để ăn cơm mới không không? À anh, à chú. Đang do xem lấy được vật liệu hay không biết được. Vâng, thế là cắt chắc chưa lấy. Bây giờ là muối cắt, bây giờ là muối cắt là quan trọng nhất rồi nhờ. Còn xây thì 3 ngày nữa là rác được lập mái. Vâng. Đập xong thì mới chắc xong. Vâng. Mưa nắng cũng làm được. Vâng. Nhưng mà chờ nước cứ lú thế này không lấy cắt được. Vâng. Mình đi mua về thì cũng chờ còn xa hơn ở đây. Ở đây nữa. Gấp đôi mấy lần cơ. Nhưng mà nó lại vất vả hơn thêm nhiều nữa. Đấy. Nếu mà mua cắt thì chắc giờ này chắc chưa được xây đâu. Vâng. Thế thì cháu mời các chú mấy em thợ là một chén. Đấy. Cái phòng này. Cháu.
À, hôm nay thì không thể thiếu được chén rượu đâu các bác. À, cô. Hai hai cháu cái. Đấy, cô, lại chị đây. Cháu, rồi. Cháu nha. Đấy, bác uống đi bác. Đấy. Cháu. Bác là cũng hay ra hộ để mà giúp đỡ đấy nhở? Ừ. Thế hôm nào bác lại tiếp tục ra hộ nhá. Ừ. Được không ạ? Vâng. Đây ông. Nhà đâu? Xin lỗi ông. Nó long mi lô lá đó. Nhà trên từ từ xa đấy. Tiếp đi hết đi. Cháu nghe cũng muốn mua. Còn ba thanh niên này là hôm nay cũng quên mua nước ngọt cho của bác à, hôm nay ấy. Nước ngọt. Có quả ăn là được rồi. Giang tàu ba đẹp chép thiệt. Giáo năng kể tư năng. Vậy thưa các bác, có lẽ là cái video hôm nay thì cháu được cùng xin được là kết thúc ở đây thưa các bác ạ. Đấy. Và rất là cảm ơn các bác trong thời gian qua đã đồng hành cùng cháu Lực trên cái con đường thiện nguyện. Rất là mong là sau khi mà hoàn thiện là ngôi nhà của hai ông cháu sẽ được sự yêu quý và sự đồng hành của các bác tới tất cả những hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao. Và lời cuối cùng thì hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cảm ơn các ông các bà. Rồi nào Giang. Giang chào các ông các bà. Rồi nào thích nhau. Thích nhau. Thích nhau tạm biệt các bà. Rồi nào. Mạnh nào? Tao tạm biệt các bà. Đấy ở đây là có là hai mạnh của bác ạ. Mạnh của chú Toán là lớn hơn là mạnh của ông Sò đấy. Mạnh của ông Sò thì là nhỏ hơn. Năm nay thì mới học lớp 6 thôi. Năm nay mới lên 6 tuổi nhưng còn lớp 1. Đôi lúc thì hay nói nhầm một chút. Chào bác gì á. Thì tiếng Anh biết cũng chấm.